Thưa quý vị, tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ mới đây, trả lời vụ bản đồ quy hoạch 1/5000 tại Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh được cho là bị thất lạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết có đầy đủ bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm. Đô thị mới Thủ Thiêm cũng đã hai lần điều chỉnh quy hoạch, một lần là tại quy hoạch chung năm 1996 và lần thứ hai là năm 2005. Nguyên tắc là quy hoạch sau chính xác hóa quy hoạch trước. Quá trình triển khai dự án, xác định ranh giới, thu hồi mặt bằng là thực hiện trên quy hoạch chung được phê duyệt 2005. Và hiện nay là tất cả, theo Thành phố Hồ Chí Minh có trả lời là tất cả các cái bản đồ cũng như là cơ sở pháp lý từ 2005, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xác định ranh giới thì hiện nay là có đầy đủ tất cả các bản đồ. Thế còn các bạn nói cái bản đồ mà thất lạc là bản đồ quy hoạch chung được phê duyệt năm 1996. Thế còn cái việc mà việc thất lạc rồi trách nhiệm thế và hệ lụy gì thì cái này chủ yếu là liên quan đến cái triển khai chi tiết của quy hoạch trước, để giải thích cho nó rõ. Thế còn đương nhiên ấy là cái việc triển khai thì phải có bản đồ. Đấy. Thế còn cái việc thất lạc thì trách nhiệm của con có liên quan ấy, thì cũng đang có cái xem xét là làm rõ cái tính lưu trữ như thế nào. Như vậy là bản đồ bị thất lạc là bản đồ gốc quy hoạch năm 1996. Tuy nhiên thì dư luận vẫn đặt ra câu hỏi là liệu việc mất bản đồ quy hoạch có ảnh hưởng đến việc giao đất hay di rời người dân hay không? Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng với chuyên gia. Theo tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, việc thất lạc bản đồ quy hoạch 1/5000 Thủ Thiêm không ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng các dự án hiện tại, vì bản đồ quy hoạch này chỉ mang tính chất tham khảo. Mất bản đồ 1/5000 thì vẫn có thể căn cứ vào các văn bản, thông tin khác để xử lý. Trên cơ sở 1/5000 đó thì nhà nước sẽ tổ chức lập cơ quy hoạch 1/2000. Nó chi tiết hóa cái định hướng đó lên đất, tức là cụ thể tới 1/2000 thì có thể cắm mốc được, cắm mốc trên đất được. Việc khiếu nại của người dân á, trong cái việc đền bù cũng như là thu hồi đất trong cái khu quy hoạch mới Thủ Thiêm này đó, thì người dân cũng cần phải cung cấp những cái cơ sở pháp lý trong cái vùng ranh giới của mình, ví dụ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cái bản đồ tổng thể của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vào cái giai đoạn đó thì tôi nhớ rằng người dân cũng còn lưu trữ những cái văn bản này, thì chúng ta cần phải cung cấp cho ủy ban nhân dân địa phương để chúng ta trên cơ sở thống kê đó thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ quy hoạch tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 đã được Thủ tướng phê duyệt. Để đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. 12.500 hộ dân đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Năm 1998, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị mới Thủ Thiêm.